bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Showbiz hôm nay, vừa nhất bác có thêm đại ngôn, Triệu Lệ Diện sẽ hợp tác với Cung Tuấn, Cúc Tình Y khoe ảnh selfie ngọt ngào, Dương Mịch đằm thắm tham gia sự kiện. Đầu tháng 8, dàn sao Hoa Ngự có nhiều hoạt động mới khiến người hâm mộ phải chú ý. Hôm nay, loạt ảnh đẹp của Cúc Tình Y, Dương Mịch có lẽ sẽ làm hài lòng netizen. Bên cạnh đó, Đinh Vũ Hề tháng nay cũng xuất hiện trên tạp chí, Triệu Khiết Quỳnh gia nhập đoàn phim mới và một số bộ phim tung poster chuẩn bị lên sóng, cùng An điểm qua nhé. Cúc Tình Y khoe ảnh selfie ngọt ngào, Dương Mịch đằm thắm tham gia sự kiện. Sáng nay, blogger đã chia sẻ loạt ảnh tạp chí của Đinh Vũ Hề, nam diễn viên trông xuất hiện trên bìa Men's You Know. Tháng 8, với phong cách khỏe khoắn, năng động, Đinh Vũ Hề trông khác hẳn so với thường ngày. Tuy nhiên, có vẻ ở bìa này Photoshop hơi quá tay, nên nhiều góc hình An cảm thấy gương mặt của nam diễn viên trông hơi giống Dịch Dương Thiên Tị. Vừa nhất bác gần đây lại công bố thêm đại ngôn mới, hình ảnh chụp cho thương hiệu sau đó đã được chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy gương mặt điển trai, thần thái cuốn hút, lịch lãm của Vừa nhất bác, anh chàng hiện đang là sao nam nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo nhất của Showbiz. Tham gia sự kiện ngay đầu tháng 8, Dương Mịch lại khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Cô không giữ vẻ ngoài mạnh mẽ nữa mà trở nên thùy mị hơn so với tạo hình lần này. Với vẻ ngoài hoàn hảo hiện tại, An thấy Dương Mịch dù diện tạo hình nào cũng thấy đẹp. Không tung bộ ảnh mới, tháng 8 này Cúc Tình Y giản dị hơn với những tấm hình selfie, cô nàng khoe vẻ ngoài xinh xắn, giản dị, kèm thêm nụ cười ngọt ngào trong loạt ảnh mới. Dù không quá cầu kỳ nhưng Cúc Tình Y vẫn xinh xuất sắc, làm fan phải mê mẩn không thôi. Một thông tin khá thú vị được chia sẻ gần đây, đó là màn kết hợp cực đáng mong chờ giữa Cung Tuấn, Triệu Lệ Diện, Lưu Thi Thi, Lý Hiện trong video phim năm nay. Thực tế thì đây mới chỉ là tin đồn đoán thôi, nhưng được blogger đưa ra thì chắc chắn là đang bàn bạc rồi. Nếu thành thì đây sẽ là màn hợp tác rất đáng mong đợi đấy. Hương mật tự khói xương kỷ niệm 4 năm lên sóng, Cung Tuấn diện Bạch Y ở Hồ Yêu. Loạt ảnh leak ra hôm nay khá chất lượng với hình ảnh của Cung Tuấn diện Bạch Y trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Tuy chưa lộ cận mặt nhưng ảnh chụp xa xa thì thấy cũng rất đẹp, tiên khí tràn màn hình rồi. Hy vọng là poster sẽ sớm được tung ra thêm cho fan ngắm thỏa thích. Sau thời gian dài nghỉ ngơi, Triệu Khiết Quỳnh đến nay đã gia nhập đoàn phim mới. Nữ idol xuất hiện tại buổi khai máy, diện đồ đơn giản, trạng thái vui vẻ, rạng rỡ. Ngoài Triệu Khiết Quỳnh, hôm nay Lý Lan Địch cũng leak ảnh trên phim trường. Cô nàng để tóc tém, trông khá lạ mắt, nhưng vẫn xinh nha. Nhân quốc đại trinh thám do Trương Vân Long và Hồ Nhất Thiên đóng chính tới nay đã có lịch dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 8. Mới nhất, đoàn phim đã tung poster nhân vật, khiến khán giả thêm tin tưởng hơn vào lịch chiếu dự kiến này. Loạt ảnh cuối của ngày hôm nay thuộc về bộ phim Hương Mật Tự Khói Xương. Hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm lên sóng của phim. Còn nhớ năm đó, phim lên sóng đã nhanh chóng nhận được sự chú ý. Những cái tên như Dương Tử, Đặng Luân, La Vân Hy, Trần Ngọc Kỳ đều nhờ vào bộ phim này mà trở nên nổi tiếng hơn. Chỉ tiếc hiện tại mọi người lại có một số phận riêng rồi. Trên đây là loạt ảnh mới của ngày hôm nay. Nhan sắc xinh đẹp của Cúc Tình Y hôm nay khiến An phải chú ý. Ngoài ra, rumor màn hợp tác của Cung Tuấn và Triệu Lệ Diện cũng thật sự thú vị. Còn bạn, bạn quan tâm đến hình ảnh nào nhất trong hôm nay? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.